Quibi Cashback nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Các chắc có biết ông lần là ai không? Lần đầu tiên khai thay lòng con trong đi đường quá đúng đấy. Và chúng tôi đến đây để kêu gọi 1 triệu USD cho 5% cổ phần. Điểm yếu của các startup Việt Nam đó là định giá cảm tính. Why do they think they have a value of a company of 20 million USD? Chúng tôi đã vào được thị trường Canada, Trung Đông, châu Âu. Xét về thị trường, Mì Thanh Long là không có đối thủ. Những cái lời hứa hẹn thì bao giờ cũng là màu hồng, hồng như trái thanh long của bạn ấy. Liệu chúng ta có thể tiếp tục truyền thông tương tự như thế hay không? Vấn đề chỉ là doanh số nó đạt được như vậy hay không? Quibi Cashback nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Quibi thường hạn nhận ngày áo polo thời thượng trong mỗi thùng cùng cơ hội trúng 500 triệu tiền mặt. Shark Tank Việt Nam thứ hai hàng tuần 20:30 trên kênh VTV3, 21:30 trên YouTube TV Hub.